Hello everyone, welcome các bạn tới với cái lesson đầu tiên của series phát âm 15 bài. Giới thiệu sơ một chút về khóa học của mình thì cái khóa của mình sẽ có 15 bài tương ứng như trên bảng đây ha. Nó được chia mỗi bài thì được cover những cái âm hoặc phonemes tương tự nhau, cách chúng ta phát âm từng âm và phân biệt nó với những âm tương tự. Cái đầu tiên chúng ta cần làm quen đó là khái niệm IPA viết tắt cho International Phonetic Alphabet, là bảng phiên âm quốc tế. Thì dành cho những người học tiếng Anh nghiêm túc và hướng tới sự gọi là phát âm chuẩn thì mình cần nắm vững cái này, thay vì phát âm theo kiểu cảm tính or bản năng or nghe từ điển đọc lại đọc và mình đọc theo thì khả năng sai sẽ rất là cao, mình không hiểu nguyên tắc cũng như là các cái vị trí của răng môi lưỡi. Nó không chuẩn thì sẽ phát âm sẽ không có chính xác hoàn toàn. Và cũng thêm nữa là có rất là nhiều từ, ví dụ như những từ này khi mình tra trên từ điển á, thì nhiều khi nó đọc mình nghe không có rõ, để đọc theo thì mình buộc phải nhìn cái phiên âm này, và để hiểu được cái phiên âm này thì các bạn cần phải nắm được từng cái sound vowel đọc sao, consonant của từng cái đọc sao cho chuẩn. Okay. Đó là reason tại sao mình cần phải nắm vững cái bảng IPA này. Cái slide này thầy sẽ để bên dưới phần mô tả của video số 1. Nó có chú thích rất là cụ thể và mình sẽ đi vào từng phần học theo cặp ha. Những bài đầu tiên mình sẽ cover phần consonants, đó là cái bảng đầu tiên này. Màu đỏ thì có tất cả là 24 consonants và 20 vowels. 13 cái nguyên nguyên âm đơn và 8 cái nguyên âm đôi, và 24 phụ âm. Mình sẽ học phần phụ âm trước. Trong phụ âm á, thì các bạn thấy nó có màu xanh này là những cái phụ âm gọi là unvoiced consonant, là phụ âm vô thanh, và những cái cặp này, cặp xanh lá sáng hơn này là những cái voiced consonant, còn những cái này thì là phụ âm bình thường. Rồi, mình sẽ bắt đầu lesson 1 từ bây giờ ha. Trong session number 1 mình sẽ tập trung vào các âm sau đây. B and G. Đấy, đầu tiên mình sẽ tìm hiểu khái niệm voiced và unvoiced và chi tiết hơn các cái phụ âm thuộc trong mỗi nhóm. Đầu tiên đó là unvoiced. Unvoiced or một số tài liệu khác sẽ ghi là voiceless. Voice có nghĩa là âm thanh, your voice, and voiceless có nghĩa là vô thanh, không có tiếng. Voiceless is this one, people. Okay. Đặc trưng của cái này á, là no vibration. And hơi. Có một cái blow of air ra khỏi miệng của mình. Có hai cách để test cái này. Một là mình để ngón tay lên cái cổ họng của mình và phát âm những âm này thuộc nhóm này, mình sẽ cảm thấy nó không rung. Cách thứ hai là mình để một cái tờ giấy mỏng ở trước môi, trước miệng của mình để phát âm những âm này, mình sẽ thấy tờ giấy nó bay. Thầy should have turned on camera, thầy quên mất. Trong khi ngược lại nhóm bên này thì khi để tay trên cổ họng mình phát âm nó thì nó sẽ rung. Bên này yeah. Right. Và khi nó rung á, thì hơi nó không có ra và không có bay cái tờ giấy ở phía trước. Ví dụ từ fat này có hai phần, đó là cái phụ âm đầu unvoiced và cái phần đằng sau at thì là voice. Khi mình phát âm từ này, khúc đầu sẽ không có rung ở cổ họng, và tiếng âm at nó mới rung, fat.
Còn khi mình phát âm từ này, nó sẽ rung từ đầu tới cuối, rung từ chữ chữ v tới phần at luôn. That. Oh, mình test lại coi đúng không ha. That, khúc này không rung. That rung cả từ. Ok. Trong bài hôm nay mình sẽ học âm âm rất là cơ bản, rất là basic. Từ này, cái âm này thì không có trong tiếng Việt cho nên nhiều bạn hay quên việc là bật âm này thật là mạnh. Để phân biệt với cái âm này thì bình thường bật lại bin, còn âm này mình phải bật hơi ra và không rung ở chỗ này. Bin ra này, bin đã rung từ đầu luôn. Hand, bear, air, bear. Right. Đây là những cái từ có cái âm ở đầu và ở dưới này là những từ ở phía sau. Thì đây là một cặp gọi là về cấu vị trí răng môi lưỡi rất là khác nhau, nhưng âm này thì bật bật hơi và không rung, còn âm này thì không bật hơi và rung. Một cặp khác đó là âm âm và âm âm này là một âm invoiced vô thanh và nó sẽ không rung ở khúc đầu, lại cold 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 class bag. Vậy cái phụ âm này nó sẽ connect với những cái phụ âm khác để tạo ra một consonant cluster, có nghĩa là một chuỗi phụ âm. Phần này mình sẽ học kỹ hơn ở phía sau nghe. Có hẳn một cái unit trong ELSA để luyện tập phần cluster này. Cluster là một cái chuỗi rất là nhiều phụ âm liên tục với nhau á. Rồi mình sẽ phân biệt cái cặp này. Đây là unvoiced và g, là voiced. Like cold, gold, cur, g. Xong, nếu mà thấy đó, nó rung từ phụ âm tới khúc đằng sau khúc nguyên âm luôn, trong khi khúc này thì ở đầu không rung. Nhưng mà thầy tin rằng các bạn sẽ không có gặp khó khăn trong việc phát âm các cặp âm này đâu. Đó là everything of lesson 1. Thank you for watching. Có câu hỏi gì không? Các bạn nghi nhẹ một thứ. Before we finish. Thầy đang mở cam á Thầy chưa mở cam. thầy? Ok, dạ. Thầy ở cái từ cuối cùng, cái từ cuối cùng mà con gái gì thầy là ground này. Ô, âm ô, crow. Crow. Nó là chữ C nhưng mà đọc là âm K, xong rồi cái chữ K đầu tiên sẽ là không rung, còn cái Tất, ground. các bạn, alright. Như bạn thấy đó, trong cái bảng phiên âm này này, nó không có chữ chữ này. Okay. Chữ C này á, một là mình sẽ phát âm 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 phiên âm thì mình sẽ để trong dấu hai cái dấu gọi là chẳng biết gọi là dấu gì như này nha bạn. Hai là âm âm S. Ví dụ như như cái từ đó, yep, crawl thì này là âm âm K. Chữ chữ nice đây thì nó sẽ là âm S, chứ trong cái bản này thì nó không có phiên âm của chữ G, nó không có tồn tại. Rồi tiếp đi. Nãy nãy nghe nãy nghi hỏi gì nữa đó, thì cái đó là một cái cluster. Thì theo bạn cái từ crow này này, tập trung vô phần này ha, thì nó là cluster nào trong mấy cái này? 1 2 3 4 5, bốn cái này này, năm cái này này. Dạ bốn. Yep, đó là cái này. Crow. 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 Okay. Anything else? All right. Thank you for watching.